Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Đảng Cộng hòa Mỹ đã bắt đầu một giai đoạn tự đánh giá lại sau khi ứng cử viên của họ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 6 tháng 11 vừa qua. Một số đảng viên Cộng hòa cho đài VOA biết về quá trình đánh giá lại này qua video sau đây. Bất cứ người làm chính trị nào cũng sợ đọc bài diễn văn xác nhận thất cử. Ứng cử viên Mitt Romney của Đảng Cộng hòa cũng không là ngoại lệ. Cuộc bầu cử này đã dứt, nhưng các nguyên tắc của chúng ta vẫn còn. Những người ủng hộ ông rất buồn, họ cố gắng tìm ra những nguyên do nào làm ứng cử viên của họ thất bại năm nay. Trong số này có ông Bobby Jindal, thống đốc tiểu bang Louisiana. Chúng ta không cần hạ thấp giá trị hoặc thay đổi các nguyên tắc, nhưng chúng ta cần được mọi người tôn trọng. Jindal là một trong những người kêu gọi Đảng Cộng hòa thay đổi lập trường bảo thủ và chú ý đến giới thiểu số, giới phụ nữ và giới trẻ, là những thành phần đã bỏ phiếu cho Tổng thống. Lập trường này được sự đồng cảm của ông Ken Duberty, chính văn phòng của cố Tổng thống Reagan. Trung thành với những lý tưởng không phải là một sách lược tốt cho việc tranh cử hoặc quản lý chính quyền. Chính trị ở Mỹ là cho và nhận. Chính trị là nghệ thuật đạt được thỏa hiệp. Ông muốn đảng của ông cần phải chiếm được nhiều thành phần hơn. Chúng ta cần dập sập những bức tường, dập sập những rào cản, thay vì xây lên các thứ này. Đó là những gì mà tôi thấy Đảng Cộng hòa cần phải làm. Đảng Cộng hòa cũng đối mặt với thành phần dân số thay đổi. Số cử tri da trắng giảm bớt, trong lúc số cử tri nói tiếng Tây Ban Nha tăng lên, theo lời nhà sử học Matthew Dalek của Trường Đại học California. Đảng Cộng hòa không nên bám mãi vào những người da trắng lớn tuổi, những người theo đạo Tin Lành. Họ cần kết nạp những người gốc châu Phi, những người nói tiếng Tây Ban Nha, phụ nữ và giới trẻ. Một số đảng viên Cộng hòa như Thượng nghị sĩ John Kyle của Arizona đã vận động với những người nói tiếng Tây Ban Nha bằng những cải tổ luật di trú giúp người trẻ của nhóm này dễ có quốc tịch Mỹ. Đối với nhiều người trong các bạn tham gia chương trình này, các bạn có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành công dân Mỹ nếu như các bạn muốn. Theo lời nhà phân tích Thomas Mann, Đảng Cộng hòa cũng cần phải dịu giọng lại. Being conservative is fine, but not. Có lập trường bảo thủ cũng tốt thôi, nhưng không nên giao điều hoặc bám chặt vào ý thức hệ. Ngoài ra, Đảng Cộng hòa cũng phải đi cùng nhịp với trào lưu chính trị của Mỹ, và chúng ta sẽ thấy đảng này điều chỉnh những thách thức dài hạn của họ. Các nhà phân tích dự đoán trong những ngày tới, đảng này sẽ có nhiều cuộc tranh luận để khắc phục thất bại bầu cử vừa qua.